Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là bản tin: Harry Won bối rối vì bị Thu Trang chế ảnh hôn Trấn Thành. Nữ ca sĩ đã không lường trước được tình huống này. Sau khi tỏ ra thích thú vì Trấn Thành bị chế giễu ngày hôm qua, Harry Won đã tới lượt ngã ngửa khi chính mình trở thành mục tiêu tiếp theo của Thu Trang. Không chỉ vậy, bức ảnh Harry Won và Trấn Thành lén hôn nhau trong đêm khuya nổi tiếng gần đây cũng bị Hoa hậu hài đưa ra trêu chọc một cách thảm thương nhằm để trả thù Trấn Thành. Thu Trang tiếp tục đem Harry Won ra làm mục tiêu để chế ảnh tiếp theo. Harry Won bối rối phát hờn khi bị chế ảnh đang hôn Trấn Thành. Bức ảnh Thu Trang chế nhận được vô vàn like. Hàng loạt hình ảnh khác của Trấn Thành bị Thu Trang chế đến thảm thương. Tất cả là vì trả đũa anh chàng dám trêu chọc đồng nghiệp suốt thời gian qua. Trường Giang cũng không thoát khỏi trào lưu này. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu thích thì hãy like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký để theo dõi thật nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi nhé.